Chào các bạn, lại là xe máy Tâm Tâm đây. Và sáng sớm ngày hôm nay thì bên mình đón được một em khách mới vừa mở cửa hàng luôn. Em khách đến xem khu chờ các bạn úp tem quy, em mới vừa chạy thử về đó các bạn. Sau khi chạy thử thì em vô là chốt luôn, không cần phải xem hoặc là đắn đo gì nữa luôn nha các bạn. Đây, vậy nhân viên mình đang chạy xe vào trong và làm các cái bước cần thiết như là gắn kính nè, vệ sinh xe nè các bạn. Các bạn nói có sách mách có chứng luôn. Em thanh toán ngay và luôn rồi các bạn. Giờ em đang đếm tiền. Khúc này là khúc mà em trai đẹp trai nhất luôn nè các bạn. Xe khu chờ thì bên mình hiện tại đang bán với giá là khoảng hơn 30 triệu cho các bạn. Có hỗ trợ cho các bạn trả góp không đồng. Để mình xuống đây mình quay cho các bạn xem con xe này ha. Đây là cái xe, dòng xe đang cực kỳ hot ở cửa hàng mình. Các bạn về bao nhiêu là hết bao nhiêu luôn các bạn. Đây, đây là khu chờ 125 úp tem quay y nè các bạn. Này, chủ trước đã lên tem quay y cho các bạn nè. Phiên bản màu trắng yên đỏ, một phiên bản cực kỳ hot luôn các bạn. Nhưng mà các bạn yên tâm, nếu như các bạn thích thì xe máy Thành Tâm sẽ về xe theo yêu cầu của các bạn thôi. Không có sợ phải hút hàng hay là không có hàng gì đâu. Sau khi đọc các điều khoản cho hợp đồng mua bán các bạn thì em bắt đầu thanh toán các bạn. Sáng nay thì em thanh toán luôn tiền mặt 100% cho con xe luôn các bạn. Sau khi thanh toán xong thì khách chụp hình check in với cửa hàng mình các bạn. Đây là sáng sớm một em phu chờ 125 đã theo em trai đẹp trai này nha các bạn. Khách xem Vision này phải không Lý? Khách đang xem các mẫu Vision ở dưới cửa hàng mình. Và cuối cùng là khách chọn được mẫu Vision đời 2020 và màu đỏ đô này các bạn. Khách đang xem các mẫu xe ở phía dưới này các bạn. Hiện tại nhân viên mình chắc ở đây để cho khách dễ xem. Hiện tại là khách đang xem các mẫu Vision ở đây nè các bạn. Đây, khách đang chọn và tham khảo các mẫu xe ở cửa hàng mình các bạn. Rồi phía dưới bên mình khách đang xem Sonic các bạn. Đang tham khảo các cái dòng Sonic Rider và Sachia ở cửa hàng mình các bạn. Đây, các dòng Underbar cửa hàng của mình. Nhân viên mình đang tư vấn các cái dòng Sonic Sachia Rider cửa hàng mình các bạn. Các cái dòng này thì hiện tại bên mình bán với giá là từ 37 đến khoảng 43 các bạn. Các cái dòng này thì bên mình hiện tại cũng hỗ trợ cho các bạn trả góp không đồng luôn nha các bạn. Chỉ cần căn cước công dân có gắn chip là các bạn có thể lên hồ sơ rồi. Mình quay ra đây cho các bạn xem anh với chị khách thì đang thử xe Vision nè các bạn. Đây, Vision màu đỏ nè các bạn ơi. Anh đang xem xe và cũng như là test máy nè các bạn. Vision này thì phiên bản đỏ và có phục ISS nè các bạn. Đây, phục ISS trước rồi lên nè. Nếu như các bạn mua xe mà không thích các cái đồ lên đó thì bên mình cũng hỗ trợ cho các bạn về đồ zin luôn các bạn, nên là các bạn yên tâm nha. Đây, anh đang xem xe, thử xe và kiểm tra máy các bạn. Bên mình bao máy móc zin 100%, chưa qua đâm đụng tai nạn, chưa qua sửa chữa gì hết nha các bạn. Sau thời gian chọn lựa các bạn thì cuối cùng anh cũng quyết định chốt em Sonic phiên bản Hati các bạn, trắng đỏ này các bạn. Đây là phiên bản mà hầu như là hot nhất ở Sonic các bạn. Anh đang xem xe và kiểm tra các cái chi tiết trên xe này các bạn. Đây là phiên Sonic phiên bản Hati trắng đỏ bên mình các bạn. Xe đẹp keng các bạn ơi. Sáng nay mình đã chốt được một em Vision cho em gái các bạn. Đây là sách thanh toán và làm hồ sơ mua bán các bạn. Nhân viên mình đang gửi cho khách cái hợp đồng mua bán xe các bạn. Một em Vision màu đỏ phiên bản 2020 này các bạn. Đây, em xe này thì bên mình hiện tại bán với giá là 30,5 triệu đó các bạn. Sáng sớm thì em khách đến xem. Sau khi thử máy xe thì em quyết định chốt luôn trong vòng một đêm nhạc các bạn. Và em cũng đã thanh toán tiền và chút xíu nữa thì bên mình giao xe cho khách thôi các bạn. Xe máy Thành Tâm cảm ơn sự tin tưởng của em gái nha.